đây vài tháng, đội tuyển Thái Lan cũng đã dùng một sức ép không hề nhỏ khi họ đã thi đấu kiên cường trong suốt 90 phút chính thức và sau đó là 30 phút thi đấu cuối cùng. Trước đó thì đội tuyển Thái Lan cũng đã trải qua một vòng chung kết vô địch không được sự thành công, nhưng họ đã nhân sự quay trở lại mạnh mẽ khi hai lần vào đội bóng các trận chung kết và các giải đấu trong khu vực. Khen những sự động viên đối với thầy trò huấn luyện viên Kang Son với những cố gắng của họ. Khi mà những người đồng Việt Nam đội tuyển U22 Thái Lan đã dừng bước ngay từ vòng bảng thì việc vào chung kết môn bóng đá nữ cũng đã là một thành tích rất đáng kể đối với bóng đá Thái Lan tại kỳ đại hội thể thao khu vực năm nay. Đây là đội tuyển Thái Lan á quân tại môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30 năm nay. Ngay sau đây sẽ là thời khắc mà tất cả chúng ta chờ đợi. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiến ra sân để nhận tấm huy chương vàng của kỳ SEA Games 30 năm 2019. Một hành trình rất tuyệt vời. Và chúng tôi xin được phép được đọc tên những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 30 gồm có hai thủ môn, đó là Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng. Theo về gồm có Trần Thị Hồng Nhung, Trương Thị Kiều, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Liễu, Phạm Thị Tươi, tuyệt vời quá, các cô gái Việt Nam tuyệt vời quá. Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Lê Thị Diễm Ly, Dương Thị Vân, Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Bích Huy, Trần Thị Phương Thảo và ba ngôi sao ở Hồng Kông, đó là đội trưởng Huỳnh Như. Huỳnh Như tuyệt vời. Phạm Hải Yến. Hải Yến tuyệt vời. Vậy là trong cả hai trận đấu gần nhất thì các tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam đều tỏa sáng. Huỳnh Như với chiếc băng đội trưởng là đầu tàu. Trong đó thì Thái Thị Thảo là người đã mở tỷ số ở trận đấu bán kết gặp chủ nhà Philippines. Còn Hải Yến là người đã ghi được bàn thắng vàng giúp cho chúng ta giành tấm huy chương vàng. Đây là hình ảnh mà chúng ta đã thường thấy của bóng đá nữ trong vài năm gần đây. Nhưng cho dù có thể thêm bao nhiêu lần nữa thì chắc chắn là chúng ta vẫn không cảm thấy chán. Những hành trình đầy cảm xúc của các cô gái, của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tuyệt vời. Trương Thị Kiều với cả chân phải cuốn băng cắn nhưng vẫn chiến đấu kiên cường và là hòn đá tảng thực sự của đội tuyển nữ Việt Nam trước những pha tấn công liên tiếp của đội tuyển nữ Thái Lan. Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn với huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông đã mang đến rất nhiều thành công, rất nhiều đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam cũng như là bóng đá nam trong quá khứ. Chúng ta cũng thấy đã có mặt của Hoàng Thị Kim Chi, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở giải đấu lần này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp rất nhiều chủ lực và chính là bộ khung chính của đội tuyển nữ Việt Nam. Và bây giờ quốc ca của Việt Nam đã được vang lên trên sân Bishan Memorial. Khoảnh khắc đầy cảm xúc, khoảnh khắc đầy xúc động sau một chặng đường phải nói là rất cam go
và cũng đầy thử thách của đội tuyển nữ Việt Nam. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.